Fritz Kuhan, một cây đàn mà có một cái hình thức tuyệt vời như thế này, và âm thanh các bạn sẽ nghe chi tiết sau. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra 88 phím của cây đàn. Vâng, âm thanh của cây đàn này thuộc dòng vang sáng, và thuộc hệ vang sáng, và nhưng mà vẫn rất dày. Các bạn sẽ nghe kỹ thuật. Vâng. Và tremolo rất hoàn hảo, âm lượng cao. Vâng, đáp ứng rất tốt. Chúng ta cùng nghe một giai điệu cái là bắt đầu. Tôi vừa phát triển từ cái giai điệu Romeo Juliet để chúng ta nghe âm thanh cây đàn này vang sáng và dày, và với từng âm thanh, với từng cái phần chúng ta đã nghe, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái màu sắc mà rất nhiều bạn trẻ thích, hoặc các bạn mà hay chơi cover và những cái bài hát mới, thì cái màu sắc này nó rất là hiện đại, và màu sắc âm thanh hiện đại. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra bên ngoài cũng như bên trong cây đàn, mời các bạn. Vâng, một cây đàn được đánh giá tiêu chí rất là cao, và body B, Kia, Bina, Action A và Sabot A, và Fritz Kuhn sản xuất năm 1983, và đúng như vậy, rất mới, rất đẹp. Và các bạn xem body, cái nắp là cái mà dễ bị xây xước nhất, thì cũng chỉ có một vài cái vết nhỏ, và như đầu tăm thôi. Tôi kiểm tra luôn key cho các bạn, mặc dù đã vừa chơi rồi. Rất là chặt, rất là tốt. Mời các bạn đi theo cái hướng này của tôi. Chúng ta xem cái góc bên này. Cái bờ vai này đã dễ xây xước, nhưng tôi thấy là vẫn nguyên zin nguyên bản. Đầu hồi rất là đẹp. Rất đẹp như thế này. Đấy. Hộp gỗ cộng hưởng phụ 5 chân trống. Và tôi muốn nhấn mạnh là cái sao bót này rất là sáng đều. Các bạn nhìn này. Đấy, rất là đẹp này. Hộp công nghệ phụ, hộp công nghệ phụ này.
Đấy, rất là tốt. Đấy. Và đây, đầu hồi bên này cũng rất đẹp. Vâng, chân cong. Cái kiểu dáng này tôi nghĩ rằng là những gia đình nhà bạn nào đấy mà có nội thất điệu điệu một chút đấy, đấy thì đặt vào thì tuyệt vời. Rồi. Bây giờ mời các bạn xem bên trong cây đàn. 1, 2, 3. Vâng, các bạn mời các bạn xem bên trong cây đàn này. Cái mà chúng ta nhìn thấy ngay đúng không ạ? Vâng, những cái chốt pin trắng to, khỏe, chắc, cao. Vâng, và đều không những là từ cái mặt trước này mà đều cả ở cái chốt mà cái phíp mà quấn quanh pin này này. Đấy, các bạn thấy là đấy là một cái chất liệu mà để nó rất là hay, là nó rất là mút. Đấy. Và đằng sau nó là những cái gỗ người ta đan theo nhiều chiều để nó giữ được cái pin nó không chỉ xoay lên thôi chứ nó không bị xoay xuống. Vâng. Tiếp theo. Cái bên trong action cũng như bây giờ tôi kiểm tra cái đầu búa. Vâng. Rất là tròn. Đấy, các bạn có thể xem ngay ở cái góc hình này là dễ xem này. Đấy, cái góc búa đầu rất là tròn như thế này. Đấy, rất là tốt. Đấy. Action A, rất tuyệt vời. Chúng ta xem cả cái phần phía dưới này. À, tôi nghĩ là một sự hết sức hoàn hảo. Và tôi muốn nói rằng đây là một cây đàn chi tiêu tiết kiệm. Một cây đàn chi tiêu tiết kiệm. Nhưng rất hoàn hảo trên mọi phương diện. Và chi tiêu tiết kiệm nhưng rất hoàn hảo trên mọi phương diện. Đó là gì? Ngoài cái hình thức rất là đẹp thì pin tuyệt vời, action tuyệt vời, key tương tác rất tuyệt vời. Và đấy, và tôi nghĩ rằng là những bạn nào đó như tôi vừa nói là có cái nội thất điệu một chút và hợp nữa thì lại càng càng là tối ưu hơn trong cái chuyện mua sắm. Nhưng như thế này thôi để cho con em mình bắt đầu tập đàn, bắt đầu học đàn thì đã là một cái mà tôi nghĩ là thời của chúng tôi. Và chỉ bằng 1% như thế này. Cảm ơn các bạn.